Xin chào mọi người, thì hôm nay Chiên lại về được mấy cái đầu bo ring. Đấy, hàng rất đẹp. Là đây ba nhé, con số 3. Phi này là phi 85 mm. Đấy. Rất là đẹp, ba cục đều nhau. Nào người được tuyển chọn rất kỹ càng của Japan. Tăng chính là không phết 0.1 mm. Có chính cốt đồng trang rồi chậm. Rất là đẹp nhé. Có 3 lỗ và rút được lỗ dao bên hông. Cái này là boring cho máy file CNC. Nó là phi 18 mm nhé. Đó. Về 3 cái. Rất là đẹp, đều. Đánh cá rất là ok nhé. Quá tuyệt vời. Japan. Không một mét trên phi. Đó. Chưa có lau, chưa có vệ sinh. Rất là đẹp. Thì anh em nào cần thì liên hệ Chuyên qua số điện thoại 0989827011. Này lắp lên máy phay thì có tuyệt vời rồi. Thiết kế rất là chắc chắn, có ba ốc xiết dao, ốc hãm này, chốt này, quay này. Cái này xoay là nó sẽ tự động, nó sẽ tăng chính theo cầm cái này xoay. Với một vạch này là 0.01 phi, cứ xoay ấn chốt này lại là nó sẽ ra thôi, ra được cái phi cần mong muốn của mình. Thì anh em nào cần thì liên hệ Chuyên. Rất là đẹp nhé, ba cái đều nó tấp gắn được vào BT số 3, số 4, số 5 tùy theo BT 50, BT 40 là ok. Độ doa thì chính xác cứng vững, có thể là gắn những cây hợp kim vô đây hoặc là gắn bên hông như này, gắn chiều bên hông như này để ra lỗ lớn, còn gắn lỗ nhỏ thì gắn đây tùy tính. Thì ai cần thì nhớ Chuyên, anh em thấy hay thì ủng hộ Chuyên một like và nhớ chia sẻ cho bạn bè được biết đến. Rồi, nhớ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Chúng sẽ về hàng mới, chúng sẽ cập nhật cho anh em coi. Đây cái cột số 3 đi. Mười bảy chấm năm. Anh em nào quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại Zalo 0989 821 011. Bác nào chưa biết thì chưa sử dụng thì em sẽ tư vấn cho để sử dụng và hiệu quả nhất nhé. Khi mà mình chạy phay những con dao nhân lưu nó không có đạt được cái lỗ tròn
nó bị ô van thì phải dùng tới cái con boring này, đầu boring, đầu quẹt này để chạy được cái lỗ sâu, nó giải quyết được những cái lỗ sâu như 100 dưới 200 mà dao không có thể móc được tới, mà cần độ chính xác cao thì phải quẹt bằng cái này để tăng chính cho nó đạt được cái dung xay 0.01, 0.02% cho bán ra yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi, chúc anh em đổi làm buôn bán thuận lợi, công việc thì thật là nhiều, anh em không chịu khó.